Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Chúc các bạn một ngày nghỉ cuối tuần thật là bình yên vui vẻ nha các bạn. Sáng hôm nay có dịp ngồi ngoài hành lang các bạn ơi, lâu lắm rồi vẫn ngồi ngoài hành lang cảnh cũ người xưa ha các bạn. Tuy nhiên hoa phong lan bây giờ nó tàn hết rồi. Bây giờ trong dịp Tết nó sẽ ra những cái hoa mới các bạn ơi. Đây là một cái loại dendro nắng thơm, bây giờ nó thơm dữ lắm luôn các bạn. Nếu ai mà có thích trồng lan á, chúng ta mua một ít chậu về trồng trước ban công phong lan dendro nắng thơm nè, để cho nó có cái mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ ra các bạn. Cái mùi hương này rất là thích các bạn ơi, nó thơm dữ lắm, trời càng nắng thì nó càng thơm. Xin phép các bạn, hôm nay mình ngồi đây để mình chia sẻ một cái câu chuyện về gia đình của Vân Quang Long đó các bạn. Mình cũng như tất cả các bạn, chúng ta có thể là chia sẻ với nhau, có những góp ý, bình luận thì chúng ta cùng thảo luận ở dưới comment phía bên dưới ha các bạn. Thì hôm nay mình xin phép tất cả mọi người, quý vị khán giả và tất cả những bạn trong cái kênh thương yêu mình đó các bạn, thì mình chia sẻ câu chuyện như thế này. Mình cũng không có liên quan tới bạn bè thân thuộc hoặc là dòng họ gì ở trong gia đình của Vân Quang Long cả, và mình cũng không có phải là học trò của thầy cô. Thì các bạn biết rồi, trong cái thời gian vừa qua thì cộng đồng mạng đã lên án thầy cô rất là dữ dội. Từ sau khi mà Vân Quang Long qua đời và cô vợ thứ hai là cô Linh Lan lại xuất hiện, thì cái câu chuyện nó được là thổi phồng lên, và đồng thời là bao nhiêu mà cái cay đắng mà thầy cô phải gánh chịu trong cái thời gian qua. Thì hôm nay mình xin phép mình phân tích một vài khía cạnh ha các bạn. Thứ nhất là cộng đồng mạng lên án là bà nội không nhận cháu nội, và thứ hai là không nhận cô con dâu thứ hai, đó là cô con dâu ha các bạn, mà chỉ nhận là Ái Vân là một người con dâu duy nhất, và đồng thời cũng là một người con gái nuôi ha. Thì trước đó đã biết là Vân Quang Long và vợ là Ái Vân đã chia tay nhau vào năm 2015. Có những cái video thầy cô đã chia sẻ là thầy cô chỉ là không nhận người con dâu thứ hai, đó là Linh Lan, và cô cấm luôn không cho bước vào nhà. Thì cộng đồng mạng lại dậy sóng lên các bạn ơi, dậy sóng mà chửi những cái lời lẽ phải nói là thậm tệ luôn. Các bạn thực sự ra mà nói, các bạn phải bình tĩnh lại và đi chậm lại một chút thì các bạn suy nghĩ cho thấu đáo. Chứ các bạn chửi thầy cô mà quá sức tưởng tượng, khi mình đọc những cái comment từ cái YouTube khác đó các bạn, mình cảm thấy thật sự là buồn vô cùng. Thật ra mà nói thầy cô ở tuổi 70 rồi cũng đáng bực làm cha làm mẹ đối với các bạn. Người lớn họ sống có cái cách của họ và cái cách nhìn nhận của họ nó khác với những cái lớp trẻ ha các bạn. Thì xin phép các bạn mình phân tích ở cái điểm, ở điểm bà và chồng không nhận con dâu, thì các bạn phải đặt những cái câu hỏi là to đùng luôn. Vì sao mà mẹ chồng không nhận cô dâu thứ hai mà chỉ là thương yêu cái cô vợ đầu tiên, đó là Ái Vân, vợ cô Vân Quang Long hả các bạn. Thì xin phép mình quay lại quá khứ một chút xíu, là Ái Vân và Vân Quang Long đã yêu nhau từ năm lớp 8, lúc đó là Vân Quang Long năm lớp 11. Thì yêu Ái Vân năm lớp 8 và tình yêu của họ nảy nở. Sau đó mỗi người là chọn một cái ngành nghề khác nhau. Ái Vân thì đi bên ngành y, nha khoa ha các bạn. Bây giờ là Ái Vân là bác sĩ nha. Còn Vân Quang Long thì cũng tốt nghiệp đại học và sau đó đi theo con đường ca hát. Thì nên duyên chồng vợ, được hai đứa con gái là 13 tuổi rồi, đứa con trai. Đó, thì các bạn thấy vợ chồng mà có đứa con gái, đứa con trai thì quá đẹp và quá hạnh phúc rồi. Mà vì sao vợ chồng lại chia tay, thì các bạn phải đặt một câu hỏi rất là lớn để các bạn đứng vào trong cái cảnh đó. Mẹ chồng cấm không cho cái cô Linh Lan thứ hai bước vào nhà thì có một cái lý do chính đáng các bạn. Thì được biết là khi Vân Quang Long mở quán vào năm 2014 thì bắt đầu cái cô Linh Lan này xuất hiện trong cái gia đình của họ, làm cho gia đình của họ bắt đầu xào xáo và mất đi cái hạnh phúc gia đình. Đó, thì cô này ở dưới quê lên Sài Gòn và làm trong cái quán bia của Vân Quang Long đó các bạn. Thì những người bạn mà tiếp bia đó thì các bạn biết là rất là xinh đẹp, nuột nà, xinh xắn, thì người chủ người ta mới tuyển vào. Thì sau đó cô Linh Lan này bắt đầu có tình ý và đồng thời là hút luôn ông chủ, đó là Vân Quang Long ha các bạn. Đó, thì từ đó làm cho cuộc đời của Vân Quang Long phải rẽ sang một cái lối khác mà hết sức là đắng cay ha các bạn. Thì bậc làm cha làm mẹ mà các bạn, mẹ chồng của Ái Vân có nói là chỉ chấp nhận một chồng một vợ, và nói với con trai mình
là không có bỏ vợ con và đồng thời là chỉ một chồng một vợ thôi. Đó, thì gia đình có giáo dục mà các bạn biết rồi đó, thì đã nói với con trai mình mong muốn là con trai mình một chồng một vợ và luôn bảo vệ hạnh phúc gia đình mình, để sợ sau này sa ngã rồi con dâu mình khổ nè, cháu nội mình phải vất vả. Cái điều đó là hiển nhiên rồi, ai làm cha làm mẹ cũng mong muốn con ở điều đó. Và thầy cô là một người trong ngành giáo, cho nên là có giáo dục con đàng hoàng. Còn các bạn chửi bới, thực sự ra các bạn hãy suy nghĩ lại, bình tĩnh lại. Mình cũng còn nhỏ hơn và đồng thời mình chưa có hiểu nội tình như thế nào, mình vội vã mình chửi như vậy. Tôi nói thiệt với các bạn, nếu tôi là mẹ chồng thì tôi cũng đứng hoàn cảnh giống như thầy cô thôi. Không cho con mình có bồ bịch khác, hoặc là bây giờ trước khi là cưới thì các bạn có quyền lựa chọn cho mình một người vợ, một người chồng. Tuy nhiên sau khi lập gia đình rồi thì cũng trải qua nhiều cái thăng trầm trong cuộc sống, thì các bạn phải cố gắng, chứ không phải là bây giờ các bạn bỏ con gái người ta, bỏ cháu mình, bắt đầu đi cặp bồ, con này, con nọ, con kia. Thì thử hỏi đi, mình đặt trong cái vị trí bà già chồng giống như mẹ Vân Quang Long thì có đồng ý hay không? Thật tình mà nói, gặp tôi là tôi đuổi đi luôn, tôi đuổi thẳng cổ ra ngoài luôn, chứ đừng có nói mà cấm bước chân vào nhà, đừng có nói mà lén phén cho tới nhà tôi. Vì thứ nhất là gia đình người ta đang hạnh phúc, mà những cái con ở đâu đâu đó, người thứ ba, con giáp thứ 13 xuất hiện thì làm cho gia đình người ta phải là đổ vỡ hạnh phúc. Như vậy các bạn có đồng ý hay không? Bây giờ các bạn về các bạn thử hỏi cha mẹ mình, bây giờ con đang có vợ có con, gia đình hạnh phúc vậy đó, có hoa hậu ao làng nào đó nó xuất hiện, con mê mẩn quá, bây giờ con muốn bỏ vợ con để chạy theo một mối tình đó, thì ba mẹ mình ngăn cản mình hay là ủng hộ mình? Tôi hỏi các bạn một câu vậy thôi. Cho nên cha mẹ Vân Quang Long cấm không cho vào nhà, đó là đúng. Còn tôi hả, nếu mà tôi trong vị trí là tôi đuổi thẳng cổ, đừng có bao giờ léo hánh hay xuất hiện trước cái nhà của tôi. Tại vì sao? Tại vì vợ con của nó đang hạnh phúc, gia đình của nó đang êm ấm. Bây giờ mình con giáp thứ 13, mình xuất hiện, mình len lỏi vào gia đình của người ta để phá vỡ hạnh phúc gia đình của người ta. Thử hỏi mình là một con người có đàng hoàng hay không? Và tôi cũng xin nói với các bạn rằng, chúng ta là phận nữ với nhau. Nếu như mình là con gái, mình chưa có gia đình, thì trong cái đầu của mình đừng có bao giờ len lỏi vào hạnh phúc gia đình của người khác. Khi thấy người ta có vợ có con rồi, mặc dù đàn ông là một cái loại giống đực, họ dê, tại vì đàn ông không dê là không phải đàn ông các bạn, cho nên họ dê. Mình là một người phụ nữ là mình phải biết con đường nào đúng, con đường nào sai. Người ta có vợ con rồi, người ta tòm tèm muốn thêm, nhưng mà ở người phụ nữ mình phải dừng. Mình không có ý định mình nhào vào gia đình của người ta để mình phá vỡ hạnh phúc gia đình của họ. Đó là một cái tội ác mà không thể tha thứ ha các bạn. Bạn là con gái, chưa chồng thì các bạn nên dừng những cái suy nghĩ mà như vậy, và đồng thời đi tìm một người đàn ông khác chưa vợ để mình tìm hiểu rồi mình lập gia đình. Giả sử như mình đứng vào vị trí của vợ họ thì mình có đau khổ hay không? Chồng mình ngoại tình, bồ bịch, đi ra ngoài, thì bây giờ có con rồi, đó, phải ôm đau khổ cho vợ người ta và đau khổ cho con không? Con thì mất cha và đồng thời đó không có người cha thương yêu bên cạnh. Cái tuổi thơ của con nó đau khổ vô cùng luôn các bạn ơi. Cho nên các bạn chưa hiểu được, khi mà đứng vào cảnh rồi các bạn hiểu. Cho nên cha mẹ Vân Quang Long cấm không cho vào nhà là đúng. Mình rất là trân trọng thầy cô, rất là trân quý những gì mà thầy cô đã chia sẻ trên mạng ha các bạn. Còn bao nhiêu quá khứ nữa, thực sự ra trong cái thời gian qua thầy cô bị dân tình mạng, dân cư mạng chửi quá trời chửi, phải nói là tấp cả mặt. Nhưng mà thầy cô vẫn im lặng, không chia sẻ gì thêm về quá khứ của Vân Quang Long. Cho đến khi mà bạn bè của Vân Quang Long bên Mỹ, bên Úc, Canada, họ không chịu nổi nữa, cho nên họ mới bóc phốt cái cô này. Thực sự là cái cô này là một con người vợ không có ngoan hiền. Bạn có thể là tự hỏi lại mình, nếu như cô vợ mà Ái Vân á là không tốt, không ngoan hiền, cô dâu không có hiền thảo và đối xử cha mẹ của mình tốt, thì thử hỏi ba mẹ chồng có thương yêu cô con dâu như vậy không? Các bạn phải đặt một câu hỏi lớn á, ít có ai mà làm được như Ái Vân nha các bạn. Phải nói là trong xã hội này ít có ai làm được. Chồng thì bội bạc, có bồ bịch đi ra ngoài, mà trong khi mở quán á, Vân Quang Long không có thành công nha các bạn.
sau đó là nợ nần ngân hàng, Ái Vân phải bán luôn một cái căn nhà ẩm con ra đi, trả nợ tiền cho Vân Quang Long, và đồng thời để lại cho Vân Quang Long một chiếc xe để làm chân đi lại. Và sau đó bắt đầu mối tình với Linh Lan bắt đầu nảy nở từ lúc trong quán đó. Sau đó là hai người là dắt nhau đi luôn. Bởi vì cha mẹ đâu có chấp nhận các bạn. Mình hãy đặt vào vị trí của người lớn, thầy cô ha. Tôi đặt vị trí ở đó là tôi nói thiệt các bạn là tôi đuổi ra khỏi nhà luôn, chứ đừng có nói cho bước chân tới nhà. Cái thứ nhất, cái thứ hai, mình đặt ở vị trí người vợ. Khi mà người vợ bị người chồng phản bội, lăm le với những người khác hoặc là đi ngoại tình như vậy, lòng các bạn, lòng nó đau. Các bạn thử đặt vị trí đi. Giả sử như bạn gái của bạn phản bội bạn, bạn có đau không? Bạn trai của bạn phản bội có đau không? Ở đây mình có thể chia sẻ thêm như các bạn này. Khi các bạn chưa chồng chưa vợ, các bạn yêu nhau, chia tay, các bạn có đau khổ không? Có đau khổ, nhưng ở đó là một cái level 1 thôi. Ở level cao hơn, đó là khi vợ chồng bị phản bội, chia tay thì đau khổ rất trăm ngàn lần các bạn. Các bạn biết sao không? Khi mình có chồng rồi, mình có vợ rồi, mình có gia đình, có con rồi, mà một trong hai lại phản bội mình, chia tay, thì người vợ hoặc là người chồng đau khổ trăm ngàn lần các bạn ơi. Cái nỗi đau không thể nào mà nguôi ngoai được. Đó, thì các bạn đặt vào vị trí của Ái Vân đi, thử hỏi Ái Vân vui hay là Ái Vân đau khổ đó khi Linh Lan xuất hiện. Và thứ ba, mình đặt ở vị trí cô Linh Lan. Nếu như mình là Linh Lan thì mình phải suy nghĩ cho chín chắn, và mình không thể lấy Vân Quang Long. Tại vì bây giờ người ta đâu có vợ, có con, gia đình người ta rất là hạnh phúc. Mình là con giáp thứ 13, mình xuất hiện trong gia đình của người ta, mình là con gái chưa chồng nữa. Mình lấy như vậy, bên gia đình chồng không chấp nhận, không ai chấp nhận mình. Như vậy mình có nở mặt nở mày hay không? Thứ hai nữa là cha mẹ mình đẻ mình ra, nuôi nấng mình cho tới thành người như vậy, thì mình đi lấy chồng người ta, ba mẹ mình có vui không? Nếu tôi là bạn là tôi không bao giờ. Và hình thành luôn trong đầu của mình, khi mình chưa chồng, mình tìm một người đàn ông nào phù hợp. Thứ nhất, chết vợ là ok. Thứ hai, vợ thôi hẳn là ok. Thứ ba là thanh niên chưa vợ. Những cái trường hợp đó không ai lên án bạn, mà bên chồng cũng trọng nể bạn nữa. Còn đằng này người ta có vợ có con, hoặc cái trường hợp tối kỵ nhất của người con gái không nên bước vào con đường chông gai, đó là vợ chồng người ta đang lục đục, thì đàn ông nó lại tán tỉnh cua cẩm mình là mình đổ vào đó, trong khi đó mình đổ dầu thêm lửa để cho gia đình người ta rối ren lên và gia đình người ta càng thêm mất hạnh phúc. Tại sao mình không khuyên một người đàn ông đó quay trở về dung đắp gia đình của họ, lo có tổ ấm cho mình? Mình làm như vậy con cái mình sẽ khổ, vân vân. Nói chung là mình có những cái lời khuyên cho họ. Còn đằng này mình ngược lại, mình lấy cái nhan sắc của mình, mình lấy cái vốn trời có của mình, mình đi kéo níu đàn ông để họ xa rời cái mái ấm gia đình của người ta, đi theo mình đó. Liệu mình có hạnh phúc hay không, và con đường chông gai nó sẽ đến với mình ha các bạn. Thì kể từ lúc có bồ bịch lung tung cho nên cuộc đời nó mới nhận đắng cay và ngã rẽ cuộc đời như vậy. Thực ra trong chúng ta ai cũng vậy các bạn ơi. Mình nói lên đây để mình chia sẻ cho những người mà chưa có gia đình hoặc là có gia đình rồi, thì chúng ta cũng nên chú ý một cái điểm này, là chúng ta đừng bao giờ ngoại tình tư tưởng hoặc là ngoại tình thực tế bên ngoài, làm ảnh hưởng gia đình rất là nhiều. Khi bạn giấu giếm, một lúc nào đó nó cũng lòi ra, và sau đó là chắc chắn rằng là sẽ tan vỡ hạnh phúc gia đình. Dù cho bạn có níu kéo lại đi nữa thì nó cũng có một cái rạn nứt nho nhỏ mà để người vợ hoặc là người chồng của mình không tin tưởng ở mình ha các bạn. Cái điều này chúng ta nên tuyệt đối. Mình cũng cảm ơn một số quý vị khán giả có comment như sau ha các bạn. Anh nói là đàn ông là một giống đực, nhưng khi đi chơi bời bên ngoài đừng nên bỏ vợ con. Và em cũng cảm ơn anh những lời chia sẻ chân thành của anh ha các bạn. Thật sự ra mà nói, đàn ông cũng là bay bướm, nhưng chúng ta phải dừng điểm nào là đúng lúc. Chứ bây giờ các ông nói đâu có đâu, đi chơi bời ngoài chỉ vui thôi, giống như Vân Quang Long chơi vui thôi, đúng không? Mà cuối cùng sa đà, cha mẹ nói thì giấu giếm đó, rồi cuối cùng hốt con vợ thì con vợ cũng chẳng ra gì so với con vợ trước của mình, thì các bạn thấy rồi đó. Rồi cuối cùng có con cái phải đi cài sâu cuốc bẩm để gửi tiền về nuôi đó. Các bạn thấy cuộc đời nó sang một trang khác ngẹn ngào không?
Còn trong khi đó thì vợ Ái Vân là một bác sĩ nha khoa, làm ăn thành đạt, thì vợ chồng có nhà có cửa, làm ca sĩ thấy cuộc đời nó vui vẻ hạnh phúc quá rồi, còn tồn tèm theo con khác làm chi cho cuộc đời nó khổ như vậy đó các bạn. Và không những là Vân Quang Long mà tất cả những người ở ngoài, ai trong cái hoàn cảnh đó thì họ sẽ hiểu à, đâu có vui sướng gì đâu, cặp bồ thì vui sướng, nhưng mà cái lúc mà tan vỡ gia đình có vui sướng không? Khi mà nhìn con cái của mình còn nhỏ dại thì ai chăm sóc, mình không có bên cạnh, con mình đã thiệt thòi rất là nhiều. Nhưng các ông biết không, khi các ông đã bước vào con đường đó rồi, các ông nói vui thôi, nhưng mà thực sự người con gái nó gài cho các ông có bầu bì rồi, thì các ông phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của nó bằng cách về nhà ly dị vợ con và đi theo nó. Cuối cùng một con vợ đối xử cha mẹ mình cũng không ra gì, và đồng thời để cho gia đình mình tan nát và kéo níu lại không được nữa. Lúc đó thì mọi thứ đã muộn màng rồi, giống như Vân Quang Long như vậy. Cho nên là cô vợ hai, vì sao gia đình cha mẹ không chấp nhận là chỗ đó ha các bạn? Thì có lẽ bây giờ dân cư mạng cũng đã hiểu gần hết cái hé lộ sự thật rồi. Cho nên mong mọi người hãy là bình tĩnh lại, suy nghĩ lại và có cái nhìn cho chính đáng hơn và cái nhìn cho thấu đáo hơn, để không có lên án cha mẹ Vân Quang Long nữa, và đồng thời hiểu rõ như vậy. Rồi thôi, xin phép các bạn mình dừng video ở đây. Trước nhất mình cũng cảm ơn quý vị khán giả và tất cả mọi người đã ủng hộ video mình. Và xin tạm biệt, hẹn gặp lại clip sau.